anh sẽ tiếp tục chữa cho các em câu số 36. Câu này, người ta yêu cầu chúng ta tìm số các giá trị nguyên nhỏ hơn 2018 của tham số m để cái phương trình này có nghiệm. Thì đối với câu này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái cách làm rất là quen thuộc như sau. Anh sẽ đặt cái loga cơ số 6 của 2018x cộng m bằng loga cơ số 4 của 1009x và anh đặt bằng t. Anh đặt bằng t thì khi đó chúng ta sẽ có suy ra 2018x sẽ bằng, anh xin lỗi, 2018x cộng m sẽ bằng 6t đúng không? Và 1009x sẽ bằng 4 mũ t. Như vậy thì các em thay cái 1009x lên đây thì chúng ta đã được là 2 này nhân 4 mũ t cộng m bằng 6 mũ t. Đúng chưa? Và tức là chúng ta cô lập m thì m của chúng ta sẽ bằng 6 mũ t trừ 2 nhân 4 mũ t. Và bây giờ các em xét cho anh cái hàm số Ft. Anh đặt đây là Ft thì em xét cho em hàm số Ft này. Thì F'T của chúng ta sẽ bằng F'T sẽ bằng 6 mũ t nhân logan Np của 6 trừ 2 nhân 4 mũ t nhân logan Np của 4. Hay nó bằng bằng này. Anh đặt chung 4 mũ t ra ngoài. Ở trong sẽ còn 6 mũ t chia 4 mũ t là 3 phần 2 mũ t nhân logan Np của 6 trừ 2 nhân logan Np của 4 thì anh viết là logan Np của 16. Thì F phải t bằng 0 khi nào các em? Khi và chỉ khi 3 phần 2 mũ t nhân logan Np của 6 trừ logan Np 16 bằng 0 đúng không? Hay là 3 phần 2 mũ t sẽ bằng logan Np của 16 chia logan Np của 6. Và cái này anh có thể viết thành loga cơ số 6 của 16 theo cái công thức biến đổi loga ấy, thì tương đương với t của chúng ta sẽ bằng loga cơ số 3 phần 2 của loga cơ số 6 của 16. Và cái này thì anh đặt nó là t0. Trong máy tính thì các em nhập cái này vào, các em gán nó vào biến nhớ A nhé, để tí nữa mình sẽ dễ tính. Anh sẽ gán luôn, anh gán cái loga cơ số 3 phần 2 của loga cơ số 6 của 16, anh gán vào biến nhớ A để tí anh tính. Rồi, ok, cứ để ở đây đã. Thì ở đây anh đặt là t0 nhá. Thì bây giờ anh sẽ vẽ cái bảng biệt thiên như sau. T này, F phải T này là FT này, âm vô cùng, dương vô cùng, đây là T0, đạo hàm bằng 0. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xét dấu của đạo hàm trên mỗi cái khoảng này, đúng chưa? Thì trên mỗi khoảng này thì chúng ta xét dấu cũng đơn giản cho các em ạ. Các em nhập cho anh cái đạo hàm F phải T vào đây nhé, là 6 mũ T nhân logan Np của 6 này, anh đặt là 6 mũ x này nhân logan Np của 6 này trừ 2 nhân 4 mũ x này nhân logan Np của 4 này. Rồi, xong bây giờ anh ấn can này. Ai do anh vừa gán cái giá trị t0 này vào biến nhớ A trong máy rồi. Nên bây giờ anh can với một cái gì đó. Anh can với A trừ đi 1 đi. Rõ ràng là cái t0 trừ đi 1 nó sẽ nằm trong khoảng này đúng không? Đúng chưa? Và anh ra kết quả là bằng âm. Thì ở đây mang dấu âm và ở đây mang dấu dương. Và chúng ta sẽ có xét dấu như sau. Đây là dương vô cùng này. Ở đây là giới hạn khi x tiến tới âm vô cùng, à khi t tiến tới âm vô cùng là nó bằng 0. Và tt0, ở đây là ft0. Rồi, thì như vậy để cái phương trình đã cho có nghiệm, thì tức là cái phương trình này có nghiệm đúng không? Phương trình này có nghiệm tức là cái đường thẳng y bằng m cắt đồ thị hàm số ft, các em nhé. Đường thẳng y bằng m mà cắt đồ thị hàm số ft thì tương đương với m của chúng ta lớn hơn bằng ft0 đúng không? M lớn hơn hoặc bằng ft0, ft0 chính là f tại a, tại cái biến nhớ mà anh vào gán vào máy tính ấy. Thì bây giờ anh tính fa thì nó bằng bao nhiêu? Với fx của chúng ta là bằng
6 mũ T trừ 2 nhân 4 mũ T. Anh nhập vào 6 mũ X trừ 2 nhân 4 mũ X. Rồi, bây giờ anh tính F tại A và anh can với cái giá trị A này thôi. Bằng là xấp xỉ trừ 2,10 trừ 2,014. Đúng chưa? Rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta tính tiếp nhé. M nguyên M nhỏ hơn 2018 thì như vậy M của chúng ta sẽ thuộc các giá trị là trừ 2 này, trừ 1 này, 0 này, cho đến 2018. Anh sửa lại 2017. Như vậy có bao nhiêu giá trị M các em nhỉ? Có 2017 trừ đi trừ 2 cộng 1 bằng 2020. Giá trị M thỏa mãn nhé. Có 2020 giá trị M thỏa mãn. Thì như vậy các em khoanh cho anh vào phương án A. Đó là câu số 36. Tiếp theo thì anh sẽ chữa cho các em câu số 37 nhé. Câu này là một câu của bài tích phân. Người ta cho hàm số y bằng fx liên tục trên đoạn 0,1 này, thỏa mãn f0 bằng 0 và f1 bằng 2. Và cái này, và người ta yêu cầu mình tính biểu thức v. Thì ở câu này này, các em để ý, chúng ta sẽ có tích phân từ 0 đến 1 này của f'x dx có phải bằng f1 trừ f0 đúng không em? Mà f1 người ta cho bằng 2, f0 bằng 0 thì nó bằng 2, đúng chưa? Bằng 2 trừ 0 và bằng 2 đấy. Rồi, thì như vậy chúng ta đã tính được tích phân từ 0 đến 1 của f'x dx và chúng ta lại có tích phân từ 0 đến 1 của f'x bình phương dx. Thì như vậy anh sẽ chọn một số số k sao cho anh chọn số k sao cho tích phân từ 0 đến 1 của f'x cộng k tất cả bình phương dx bằng 0. Thì để chọn số k này thì chúng ta sẽ chọn như nào thì bây giờ anh cứ khai triển ra thôi. Tương đương với tích không phân từ 0 đến 1 của f'x tất cả bình phương dx này cộng 2k này nhân tích phân từ 0 đến 1 của f'x dx cộng tích phân từ 0 đến 1 k bình phương dx bằng 0. Đúng chưa? Cái này, cái tích phân này giả thiết cho bằng 4. Cái tích phân này chúng ta vừa tính ra được bằng 2. Và cái tích phân này chúng ta tính ra nó được bằng 1. Thì như vậy chúng ta sẽ có là k bình phương cộng 4k cộng 4 bằng 0 tương đương với k cộng 2 tất cả bình phương bằng 0 và tức là k bằng trừ 2. Như vậy chúng ta chọn được k bằng trừ 2. Chúng ta chọn được k bằng trừ 2 thì tức là tích phân từ 0 đến 1 của f'x trừ 2 tất cả bình phương dx bằng 0 đúng không? Thì chúng ta suy ra luôn f'x bằng 2. F'x bằng 2 thì suy ra fx sẽ bằng 2x cộng c. Fx bằng 2x cộng c mà người ta cho f0 bằng 0 này, f1 bằng 2 này. F0 bằng 0 thì tức là 0 sẽ bằng 2 nhân 0 cộng c đúng không? F1 bằng 2 này tức là 2 sẽ bằng 2 nhân 1 cộng c và chúng ta đều tìm được c bằng 0. Thì như vậy fx của chúng ta sẽ bằng 2x. Fx bằng 2x thì thay vào đây để dễ tính rồi. Thì g của chúng ta sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1 của f mũ 3x chứ là 8x mũ 3 cộng 2018x dx. Và cái tích phân này các em tính một cách rất là đơn giản thôi, hoặc là sử dụng máy tính cầm tay cho nó nhanh. Thì chúng ta sẽ kết quả là bằng 1011 khoanh vào đây. Đó là câu số 37 nhé. Tiếp theo là câu số 38. Câu này người ta cho hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất có đồ thị C và người ta cho tiếp tuyến tại điểm M tọa độ x0y0 của đồ thị C tạo với hai đường tiệm cận của đồ thị C một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp lớn nhất. Thì giá trị của biểu thức T là người ta yêu cầu tính giá trị của biểu thức T bằng 2018x0 cộng 2019y0. Thì ở cái câu này thì các em phải áp dụng cho anh được một cái tính chất. Cái tính chất này đã được đề cập rất là rõ trong cuốn Công phá toán 3, trang 108. Đây chính là cái tính chất
của cuốn Công phá toán 3, trang 108 các em nhé. Nếu điểm M tọa độ x0, y0 này nằm trên đồ thị C của hàm số y bằng ax cộng b trên cx cộng d, thỏa mãn một trong các yếu tố sau. Tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận đạt giá trị nhỏ nhất. Khoảng cách IM ngắn nhất. Y là giao điểm của hai đường tiệm cận. Khoảng cách từ Y đến tiếp tuyến tại M đạt giá trị lớn nhất này. Tiếp tuyến tại M vuông góc với IM này. Hoặc là tam giác IAB vuông cân này với AB là giao điểm của tiếp tuyến tại M với hai đường tiệm cận. Chu vi tam giác IAB nhỏ nhất hoặc là AB nhỏ nhất, hoặc là cái bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB nhỏ nhất, hoặc là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác IAB lớn nhất. Đây, cái bài toán này đang là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác IAB lớn nhất đây. Thì điểm M đó phải thỏa mãn tính chất là trị tuyệt đối của đạo hàm tại điểm x0 bằng 1. Đấy, các em nhớ cho anh cái tính chất này nhé. Áp dụng được trong rất là nhiều bài toán hoặc là các cái bài toán ở dưới này. Đấy, thì các em nốt lại cho anh nhé. Nốt lại cho anh cái kiến thức này. Thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác IAB lớn nhất. Thì tức là trị tuyệt đối y phải tại x0 bằng 1. Chúng ta sẽ có là trị tuyệt đối y phải tại x0 bằng 1. Tương đương với, ở đây anh các em tính được y phải bao nhiêu nhỉ? Y phải ở đây chúng ta sẽ tính ra được bằng 1 trên x cộng 1 tất cả bình phương đúng không? Và trị tuyệt đối của y phải tại x0 là 1 trên x0 cộng 1 tất cả bình phương bằng 1. Do cái 1 trên x0 cộng 1 này luôn dương này với mọi x0 khác trừ 1 đấy. Thì tương đương với 1 trên x0 cộng 1 tất cả bình phương bằng 1. Hay là x0 cộng 1 tất cả bình phương bằng 1. Hoặc là x0 cộng 1 bằng 1. Hoặc là x0 cộng 1 bằng trừ 1. Với x0 cộng 1 bằng 1 thì chúng ta tìm được x0 bằng 0 hoặc là x0 bằng trừ 2. Mà người ta lại cho x0 của chúng ta nhỏ hơn 0. Như vậy chúng ta loại cái x0 bằng 0 này. Như vậy khi x0 bằng trừ 2 thì y0 của chúng ta sẽ bằng giá trị của hàm số tại trừ 2. Y tại trừ 2. Thay vào 2 nhân trừ 2 cộng 1 trên trừ 2 cộng 1. Và nó ra bằng 3. Đấy, x0, y0 chúng ta tính được rồi. Thì t sẽ bằng 2018 nhân trừ 2 cộng 2019 nhân 3. Và cái này chúng ta sẽ ra kết quả bằng 2021. Và các em khoanh vào A nhé. Đó là câu số 38. Tiếp theo thì anh sẽ chữa cho các em câu số 39. Câu này người ta cho hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 6x bình cộng 9x và đặt fkx bằng fk trừ 1x. Các em lưu ý cái fkx này này nó không phải là f mũ kx đâu nhá. Các em đừng nhầm tưởng nó là f mũ kx. Thì ở đây f1x của chúng ta sẽ bằng fx này. F2x của chúng ta sẽ bằng f của fx. F3x của chúng ta sẽ bằng f của f2x. Hay là nó sẽ bằng f của fx. Đó, đây là cái ý nghĩa của fkx chứ không phải là f mũ kx nhé. Các em lưu ý cho anh chỗ này. Rồi, với k là số tự nhiên lớn hơn 1 này, số giao điểm của đồ thị hàm số y bằng f mũ 6, à f6x với trục hoành. Rồi, thì đối với câu này thì chúng ta cần nhớ cho em một cái bài toán tổng quát sau đây. Bài toán tổng quát là cho hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 6x bình cộng 9x và đặt fkx bằng f của fk trừ 1x. Với k là số nguyên dương, tức hay là k là số tự nhiên lớn hơn 1. Rồi, và người ta yêu cầu thì khi đó chúng ta sẽ có công thức tính số nghiệm của cái phương trình fnx bằng 0 là 3 mũ n cộng 1 chia 2. Đây chính là bài toán tổng quát của bài này. Thì cái bài toán này ấy, thì phần chứng minh của nó cực kỳ là dài. Thì anh sẽ không chứng minh ở đây. Một là nó dài. Hai là phần chứng minh của nó thì anh nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn, có một số bạn cần. Nhưng cũng có rất là nhiều bạn cũng không cần thiết đến chứng minh. Tại vì chứng minh của nó rất là khó. Anh nhớ là cái phần chứng minh này thì anh chứng minh mất tầm khoảng 3 trang giấy thì phải.
Thì cái phần chứng minh chi tiết thì anh sẽ để ở cái phần mô tả video nhé. Anh sẽ để cái phần mô tả video, nếu mà em nào cần ấy, thì các em mở file lên và các em đọc lại phần chứng minh chi tiết của câu của cái bài toán tổng quát này. Đấy. Nếu mà em nào mà không cần ấy, thì các em chỉ cần nhớ cho anh cái công thức này thôi là được. Đó. Thì bây giờ áp dụng cái công thức này thì cái số nghiệm của cái phương trình y bằng f6x là bằng số giao điểm của cái phương đồ thị này với trục hoành, tức là số nghiệm của phương trình f6x bằng 0 đúng không? Và bây giờ các em áp dụng đúng cho cái công thức này thôi thì số nghiệm của nó là 3 mũ 6 cộng 1 chia 2. 3 mũ 6 cộng 1 trên 2 và các em bấm cho anh máy tính nào. 365 nghiệm. Như vậy chúng ta khoanh vào B. Đấy, chúng ta khoanh vào B câu này nhé. Và anh nhắc lại, đối với cái câu này ấy, thì cái bài toán tổng quát là cái phần chứng minh của nó rất là khó. Nên là nếu mà bạn nào quan tâm ấy thì các bạn xem đọc cho anh cái file mà anh gửi cái phần mô tả video ấy. Anh đã chứng minh rất là chi tiết theo từng bước một rồi. Thì anh nghĩ là bạn nếu mà bạn nào cần thì các bạn đọc cũng sẽ hiểu thôi. Tại vì cái phần chứng minh của nó rất là khó nên anh sẽ không chứng minh cái bài toán tổng quát này ở đây. Đó là câu số 39 nhé.